Hôm nay thì mình mới có về được cái dàn nhạc nha anh em ha. Đó, dàn nhạc này thì hôm nay mình sẽ chuẩn bị là mình sẽ gã ra bán đồ món nha anh em. Anh em mua xe kéo thì 1.700.000 nha. Đó. Xe kéo. Rồi dàn nhạc luôn ha. Mình chuẩn bị tháo gỡ ra bán từ món hết. Anh em mua món nào thì alo giùm mình nha. Đầy đủ hết. Xe kéo thì bánh là bánh xe thồ nha anh em ha. Bánh xe thồ. Súp rồi 4 cái full, nói chung gỡ ra bán đồ món. Dây điện gì lung tung hết nè, cà la lung tung. Đó. Anh em mua món nào thì chắc là ngày mai mình sẽ tháo ra. Đó. Chiều nay mình sẽ tháo ra, mình quay clip lên cho anh em ha. Đó. TV có nè, rồi ổn áp có nè, xe kéo có nè, đầy đủ nè, khung máy có luôn. Anh em mua món nào thì alo giùm mình ha. Dây điện thì quá trời dài luôn. Chào tất cả các bạn và anh em đã đến kênh YouTube Tăng Kim của em ha. Kênh của em là chuyên thanh lý, mua bán trao đổi tất cả thiết bị âm thanh, nghe sóng, nghe kéo ha. Hôm nay thì hôm qua thì em có gã cái dàn nhạc anh em. Gã dàn nhạc ra thì có được một số phân tầng nha, một số lo, một số món đồ thanh lý thì gửi đến anh em ha. Em cần món nào thì alo giùm em. Đầu video thì em có hai cái bộ phân tầng giá rẻ nha. Đầu video thì em có một cái bộ phân tầng như thế này ha, một cái ha. Cái này thì em nói rõ tình trạng cho anh em ha, nó là bị gãy hai cái một cái tụ sứ và một cái con điện trở ở đây ha. Cái này thì em bán cho anh em với giá là, cái này thì chưa qua sửa chữa nha anh em ha. Cái phân tầng Bima, một cái như thế này em bán cho anh em với giá là 150k ha. Và anh em chịu khó thay giùm em một cái con điện trở ngay đây ha. Đó, một cái con điện trở, hay là em thay cho anh em thì cái phân tầng này nếu mà thay hoàn hảo lại thì là 200.000 ha anh em. Phân tàn còn ok nha, chưa sửa chữa ha. 150.000 về anh em tự thay cái con này. Con này thì chở xứ thôi. 150.000 ha. Và tiếp theo, em còn một cái con phân tàn nè, rất là gấu nha. Phân tàn Pro. Đó. Đây. Phân tàn full đơn ha. Con này thì quýnh con 100 thoải mái nha. Con này thì bán cho anh em giá là 200.000 ha. Bộ phân tàn rất là gấu nha. Một bộ phân tầng full đơn nha, 200.000. Và tiếp theo thì em còn một bộ phân tầng nữa anh em ha. Phân tầng này giá rẻ, bộ này thì bán khắc chế nha. Cái này thì khắc chế bán cho anh em 50.000 thôi. 50.000 một bộ phân tầng bằng gỗ này ha, đang hoạt động nha anh em ha. Đánh coi 100 đó, em gáp ở trên cái thùng đó. Cái này là chắc cái cản chép thôi anh em ha. Em nghĩ là cái cản chép mà có đường ra bát ra chép đầy đủ luôn nha. Đó, phân tầng như thế này 50.000. Nóng quá nó hơi cháy cái này nè, cháy cái con cái miếng mũ chứ không ảnh hưởng gì nha anh em ha. Nè, cháy cái miếng giấy, cái này là giấy nha anh em ha. Cái này miếng giấy á, 50.000. Rồi tiếp theo thì em còn ba cái phân tầng lẻ như thế này, 1, 2, 3. Cặp này thì bán cho anh em với giá nè, phân tầng này thì có cái con điện trở ở đây luôn ha anh em. Đó, con điện trở ở đây nè, nó có tụ luôn nè. Một bộ phân tầng như thế này em bán cho anh em với cái giá là hoàn hảo ha, không lỗi lầm. Bộ này thì bán em là 350.000 đi ha, 350.000. Và một cái lẻ, một cái lẻ này bị lỗi nè anh em ha. Đó, một cái lẻ này gớt một con tụ chỗ này nè, anh em về tự ha, mua tụ gắn với em ha. Con tụ nó đây thì bán cái lẻ đó là con tụ 4.7 ha. Đó, mua tụ 4.7 này 20.000, tụ 4.7 u nè. Đó, 20.000 gắn vô đây. Thì cái này em bán cho anh em một cái lẻ này 100.000 nữa ha. Nó lẻ rất là dễ xài, 100.000. Hai cái này 350.000. Đó, rất là hợp lý. Và một bộ phân tầng 350.000 nữa đi. 350.000 cho bộ phân tầng này ha. Phân tầng BA Audio nè, còn mới keng. Đó. 350.000 ha. Bộ phân tầng này. Rồi tiếp theo thì em còn mấy bộ mi ha, mấy bộ chép gửi anh em ha. Micro thì cái bộ phân tầng em ba, cái mi này em bán rất là nhiều nha anh em ha. Mi này là mi F2A ha, Mica đó, Mica 2A. Đây, đầu thu rất là đẹp ha. Rồi, một bộ như thế này bán cho anh em với giá là 1.050.000. Đầy đủ phụ kiện ha. Râu, chống lăn và dây 6 ly ha. Cái riêng cái dòng này thì em có nha, mấy dòng khác thì em không có tặng nha anh em ha. Nói rõ nha, tại dòng này thì em nhập vô nó có dây đầy đủ tặng cho anh em nha. Đầu thu rất là đẹp, 1.050.000. Đó, mấy cái đầu thu ở đây nè,
rất là đẹp. Thì mi này em còn khoảng 20 bộ anh em, còn khoảng 20 bộ ha, giá nó hợp lý. Rồi em còn một cặp chép. Một cặp chép này thì đây, một cặp chép này thì khách để gớt ốc nè, khách chế vô hai cái ốc này hơi xấu anh em ha, hơi xấu nè. Đó. Một cặp này em bán cho anh em với cái giá là 600.000 ha. 600.000 cho một cặp chép 750. Đó. 600. Và em còn một cái bàn mixer Sorab Eco còn hoạt động hoàn hảo hết, nói chung là có hơi xét nhẹ một chỗ này thôi ha. Nói chung là không đáng kể nhưng em còn đẹp nha. Bàn mixer còn đẹp. Giá là 1.500.000 ha. AX8 1.500.000. Và tiếp theo thì là em còn được một bộ mi 7 nha anh em ha. Tai thì chưa có dán gì hết. Đó, tai như thế này. Một bộ mi 7 nha. Anh em cần dán thì em sẽ vệ sinh lại dán lại cho anh em, tại trên cái dàn vừa tháo ra thì em quay cho anh em ha. Tại vì hôm nay em quay clip sớm. Em đi Bạc Liêu thâu cái dàn nhạc anh em ha. Ngày mai thì hứa hẹn sẽ có cái dàn nhạc cũng khá là VIP nha. Full đôi súp kép. Man 4 kinh gì đó thì ngày mai em sẽ có về một cái lô đó. Tại vì ngày mai em đi Bạc Liêu, thôi ở chiều nay em sẽ đi ha. Đó. Một bộ mic vô quải như thế này bán cho anh em với giá là 1.100.000 nha. 1.100.000 bộ mic vô quải ha. Đây. Và tiếp theo thì em còn về được hai cặp bass sub nha em ha. Rồi mấy cặp full gửi đến anh em thì còn một cặp Bima nha em ha. Một cặp Bima bass 50 từ 220 con 100. Đó, bass đẹp, đổi với khách hôm qua ha anh em. Là mới vừa đổi khách. Bass là zin đẹp nha. Đó. Một cặp Bima bass 50 từ 220 con 100. Bass sub nha anh em. 2.600.000 ha. 2.600.000 cho một cặp bass sub zin đẹp nha, Bima. Đó. Một cặp zin đẹp nha, không có lỗi lầm nha. 2.600.000 zin đẹp. Và tiếp theo thì em còn hai cái bass lẻ ha, hai cái bass lẻ thì không gain nha. Một cái Nexol, đó, một cái Nexol không gain mà khá đẹp nha. Đó, một cái Nexol không gain mà đẹp. Nexol tem vàng, bass 50 từ 220 con 100 bass đẹp. 1.200.000 cho một cái bass sub lẻ như thế này, không gain mà đẹp nha. Đó, em thấy có dấu dán mũi thì em báo là không gain thôi chứ không biết cái này là họ lên dán gâu hay là sao nha. Có cái mũi thì nhìn kỹ là không biết nha anh em. 1.200.000 một cái bát sub 50 từ 220 con 100 nha. Và tiếp theo thì em còn một cái bát bi quay nha anh em ha. Bát này là cũng không gin nha, bát 50 không cọ con không gì hết nha. Đó, một cái bát 50 1.100.000 ha. Bát bi quay bát sub 50 đẹp 1.100.000. Tiếp theo thì em còn một cặp bass 40 ha, DG đẹp keng. Một cặp bass 40 DG nha. Từ 220 con 100, bass này là bass zin nha anh em ha. Bass zin đẹp nha. Đó. Bass zin đẹp. Bán cho anh em với giá là 2 triệu đồng ha, cặp bass 40 từ 220 con 100 nha. Và tiếp theo thì em còn một cặp GCF từ 220 con 100. Bass 40 ha, từ 220 con 100. Bass thì có một cái bị gãy sườn anh em ha, cặp này thì con gin nha, một cái gãy sườn. Bán cho anh em giá là 1.700.000 ha, bass GCF. Làm súp làm full được hết nha, còn đẹp nha. Và tiếp theo thì em còn một cặp 500B ha, một cặp 500B. Trung Quốc nha, bass không gin, đẹp. 1.700.000. 1.700.000 nha. 1.700.000 cho một cặp bass. Tiếp theo thì em còn một cái lẻ DG nha anh em. Một cái lẻ DG này từ 220 con 100, bass 40 không zin nha anh em ha. Bán cho anh em giá là 800.000 thôi, còn một cái lẻ bán 800.000 luôn. Rồi Nexol thì em còn hai cặp nè, hai cặp Nexol này bán cho anh em giá là 1.800.000 một cặp, bass không zin nha, nhưng mà bass còn đẹp, không zin đẹp nha. Bass Nexol từ 220 con 100, bass 40 ha. Làm sub được, làm full được. Và em còn một cái Zeven là lẻ nè. Cái Zeven là lẻ là bass 40 từ 220 con 100, bass zin đẹp. 1 triệu đồng một cái ha. Còn một cái này nè. 1 triệu đồng. Và một cái Zeven là nữa mà không zin. 800.000 một cái, bass 40 từ 220 con 100 ha.
Đó, đây là một cặp của nó, em bán cái lẻ đi, dễ. Một cái gin thì là 1 triệu đồng, làm súp được, làm khuôn được. Không gin là 800 nghìn một cái. Hoạt động ok, hoàn hảo ha. Rồi, em sẽ quay qua hai con men hôm qua. Đó, hôm qua em thì em tháo hai con men, một con CA18 và con Yamaha ha. Nói chung hơi cảm ha, nói chuyện khó nghe nên em chịu khó thông cảm nghe giùm em ha. Một con CA18. Size con này là size của nó là size 2U nha anh em ha. Size 2U, 2 tăng phô. Con này nó chạy là tổng cộng là 52 sò nha anh em. 52 sò, 2 tăng phô. Con này thì nó đánh là đang đánh là full đôi nha anh em ha. Đó. Con đang đánh full đôi. Giá của con này là 3.200.000 ha, 52 sò. CA18. 52 sò, 2 tăng phô ha. Và một con bivay. Bivay còn đẹp nha, 32 sò đó. Ô, con này xin lỗi anh em nha, con này là hai con này là 40 sò anh em. Hôm nay bán giảm giá cho anh em nha. Con này thì bán còn mặt mày còn đẹp nè. 2.400.000 ha cho một con bivay 7.200. Và tiếp theo thì em còn một con bivay 7.200 nè anh em. 32 sò. Hôm nay bán cho anh em 2.100.000 luôn ha. 2.100.000. 32 sò. 2 4 6 16 tụ luôn. Bán anh em 2.100.000 luôn, giảm giá thanh lý cho mấy cái con men cho nó đi hay con này cho rồi ha. Và tiếp theo thì em còn một cây Yamaha HB999. À HB9000 nha. Con này thì nó chạy là 60 sò nha anh em ha. 2 tăng phô, 60 sò. Con này 60 sò bán cho anh em với giá là 3.500.000 ha. Em đến tổng cộng là 60 sò. 2 4 6 8 16 tụ nha. 2 tăng phô. Mặt mày còn đẹp ha. Đó. 3.500.000. Rồi anh em mà có mua máy khoan mở đồ thì alo giùm em ha, hàng mới nha anh em. Chỉ có 200.000 một cây. Đó, máy khoan 200.000 một cây. Máy cắt 300.000 một cây ha. Em ơi. 300.000 một cây. Một cây máy cắt thì chỉ có 300.000 thôi ha. Đó, máy mới nha. Còn mua đồ bãi thì đây, đồ bãi còn khá là nhiều nha. Anh em qua kinh Tân đồ bãi giùm em ha. Em sẽ quay chi tiết từng cây từng món cho anh em nha. Đó. Tân đồ bãi thì em còn khá là nhiều, mới đi Bình Tân lấy về nè. Có một cái máy phan từ nữa nè, phan từ. Máy cắt bàn đẹp nè. Rồi em sẽ quay qua giang cho anh em ha. Giang thì em còn mấy cái giang, mấy cái vỏ hôm qua thì nói chung đi thâu về nó hơi xấu thì em đã bỏ rồi ha. Rồi, em sẽ quay cho anh em mấy cái văn nét nha. Nét thì em còn cái nét 20, bán cho anh em hôm nay thì 1 triệu đồng luôn ha, giảm giá cho anh em. Nét 20 Blue 1 triệu đồng. Nét 9 1 triệu đồng một cây ha, em còn chỉ còn 2 cây thôi nha, 2 cây duy nhất. 1 triệu đồng một cây. Và một cây lọc xì EMX đó, bán cho anh em giá là 500.000, hoạt động ok. Đó, không lỗi lầm ha. Rồi tiếp theo thì em còn một cây Eco Rời của Bininger. Đó. Mã là DP1000B. Bán cho anh em với cái giá là cây này thì 1.200.000 ha, giảm 100.000 cho anh em ha. 1.200.000. Một cây Coker 223 thì em bán cho anh em 500.000 thôi. 223 là xài lắc 6 ly anh em ha. Coker xài dắt 6 ly bán cho anh em giá là 500.000 ha. Em còn một cây gian số của S500B. S500B thì em bán cho anh em với giá là cũng 2.500.000 nha. Của DB Acoustic nha. Đó, đẹp can. Cây này không biết sao đẹp mà ế nè anh em. Và một cây vang LED. Một cây vang LED thì em bán cho anh em giá là 800.000 ha. Vang cơ bãi nha. X5 thì khoảng 2 ngày nữa em nhập một lô khoảng 15 cây ha. 15 đến 20 cây X5. Hàng hai nguồn á, thì anh em mà cần X5 thì alo giùm em. Khoảng 2 ngày nữa em mới nhập về ha. Rồi chống hú. Chống hú thì em còn mấy cây chống hú nha. Đây. Chống hú thì em còn 3 cây. Cây này là 600, hai cây trên là 700.000 ha. Đẹp như nhau. Đó. Còn 3 cây chống hú và một cây Eco Rời ha, một cây Eco Rời này thì bán cho anh em với giá là 1.100.000 đi. Mi hoặc 4 của Malaysia ha, 1.100.000. Có số thì em còn một cây có số nha em ha. Một cây có số này bán cho anh em với cái giá là 1 cây có số này bán cho anh em giá là 1.500.000 ha.
xe hay ồn thì em chịu khó thông cảm giùm em ha. Đó, 1.500.000 cho cây có số 2 in và 4 ao nha, có số 7 ha. Code cơ thì em còn 223XS nè, 600.000. Một con chống hú số. Chống hú số thì bán cho anh em giá là 1 triệu đồng ha. 1 triệu đồng vô cây chống hú số. Feedback nè, chống hú số 7 ha. Một cây EcoR của Mỹ ha. B-Way. Thiếu cái nút thì em sẽ gắn cái nút đầy đủ cho anh em nha. Đó. Một cây Cotker 223XL thì 600.000 cho một cây Cotker này. Và em còn một cái Amly ha, một cái Amly 12 sò, đánh được một cặp 40 con 75 nha. Đó, 40 con 75 đánh vô tư. Rồi bán cho em cây này thì 1 triệu đồng ha. 1 triệu đồng cho một cái Amly 12 sò. Hai quạt ha. Và em còn một cái lo kéo thành phẩm thì lo này lo mới nha ha. Gáp xong cho anh em rồi tắt âm khác là hay. Đó, anh em cần test thì em sẽ test cho anh em nha. Giá của con này không có bình là 3.700.000 ha, còn có bình là 4.200.000, hàng mới. Hàng mới nhưng mà em vệ sinh lại nha, tại vì nói chung em để cũng hơi lâu. Nó tháo bụi ra bụi tùm lum, nói chung là hàng mới hết, toàn bộ mới hết nha, mi mới. Đó, anh em cần nghe chất âm thì em sẽ test cái chất âm cho anh em nghe nha, mà giá thì cực kỳ hợp lý. Nó đeo đó tầm có 4 triệu mấy là có một cái lò kéo rồi ha. Và em còn một cặp vỏ Array 30 này, nói chung cũng hơi lâu rồi anh em. Hôm nay bán cho anh em 1.400.000 nữa. 1.400.000 ha, Array 30 nha. Em để lung tung hết trơn, Array 30, 1.400.000. Vỏ quả tiễn mới thì vỏ 40 mà mẫu quả tiễn mới thì em có hàng luôn nha anh em. Anh em mà cần mua súp mới hay là full mới, vỏ mới thì đầy đủ, em có đầy đủ hết nha. Đó. Mặt lưới siêu đẹp. Nói chung nó nhìn như y như quả tiễn nha anh em ha. Giá là 2.200.000 một cặp vỏ như thế này. Nó một cặp vỏ này là vỏ mới nha, còn bọc lại nè. Anh em mua thì alo giùm em ha. Súp, vỏ súp mới em vẫn có luôn nha. Vỏ cũ thì bên kia nè. Em có một cái vỏ súp đôi nè. Vỏ súp đôi cũ, nói chung là mấy cái mọt này thì em chịu rồi ha. Cái đó anh em nào có lấy thì về nhà, gần nhà thì lại lấy giùm em nha. Lấy rồi về anh em xử lý lại xài gia đình ha. Nó xài cũng ok, vỏ súp đôi nè. Em còn một cái vỏ này tặng nha. Đó. Anh em lại lấy thì chở giùm em ha. Có khe gốc nè. Mà em thấy có mọt, đổ mọt nhiều quá đây, mọt tùm lum ở đây nè. Nói chung là mọt nha. Đó, mọt như thế này thì anh em chịu khó mà xử lý lại ha. Xử lý lại còn xài được nha. Xài gia đình thì ok. Nó lại tặng nha. Đó. Có cái giắc nút chích đầy đủ luôn nè. Rồi em còn một cái lo nét sò nha anh em ha. Một cái lo nét sò từ 220 coi 100 bán cho anh em với cái giá là cái này bán giá anh em là 800.000 thôi ha. Bát 40 từ 220 của 100 hoạt động tốt, 800.000. Và cuối video thì anh em cho em xin like đăng ký. Cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh em trong thời gian vừa qua ha. Còn vẫn là câu nói quen thuộc nha. Hàng có chậm có trễ hay là có lạc đơn thì anh em sẽ báo liền giùm em để em biết, em điện bên shipper nha. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều ha.